Dạ vâng. Trung tâm điện tử Cao Phong xin gửi lời chào đến các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát karaoke trên mọi miền quê hương đất nước. Hát karaoke, nghe nhạc là những món ăn tinh thần không thể thiếu, gắn bó và rất là quan trọng với các bác đam mê âm thanh. Trong clip ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại tiếp tục test chất âm và cung cấp đến quý vị các bác và toàn thể anh em những chiếc máy nâng tiếng hát Idol EP100 hàng xịn của công ty Idol, màu đen các bác nhé, màu đen. Em nhắc lại là hàng xịn, hàng chính hãng, hàng xịn của công ty Idol. Đó. Và thời gian vừa rồi là đã có rất là nhiều các bác đã hỏi đến những chiếc máy nâng tiếng hàng xịn của công ty Idol màu đen. Bởi vì các cái đồ thiết bị âm thanh của các bác màu đen, nên là các bác đang tìm những chiếc máy có màu sắc là màu đen để ghép vào cho nó đồng bộ các cấu hình và các cái sản phẩm dàn âm thanh của các bác. Thì không có hàng, thì hôm nay em lại tìm tòi và nhập về được một ít hàng máy nâng tiếng hàng xịn của công ty Idol. Đây là mẫu EP Idol Audio EP 100. Thì em phân tích cho các bác đây là hàng xịn của công ty Idol, thì các bác nhận biết được thế nào là hàng xịn và các bác nhận biết những điểm nào là hàng xịn. Đầu tiên các bác nhìn thấy hàng xịn thì tất cả các cái model của công ty Idol trừ cái model cũ năm 2017 là mặt phay bằng sắt, còn tất cả những năm 2018, 19, 20 là toàn bộ hàng xịn của công ty Idol làm mặt phay nhôm các bác nhé. Mặt phay nhôm rất là dày đẹp và các bác nhìn nó rất là đẹp và bóng này. Đó, em để nghiêng này cho nó đỡ lóa anh điện nhá. Và đặc biệt là bên dưới này nó có một cái đường chỉ màu đỏ tươi. Đó là đặc trưng điểm nhận biết của những chiếc máy hàng xịn công ty Idol. Và nó thiết kế làm 3 kênh, thì 2 kênh đánh full và 1 kênh đánh sub. Thì có nhìn đây, cái nút của 2 kênh đánh full và kênh đánh sub này nó sẽ dài, có nghĩa là dài hơn bất kỳ một loại máy nâng tiếng nào ở trên thị trường, kể cả hàng nhái nó sẽ dài hơn. Và cái chỉ của nó này, các bác nhìn thấy cái chỉ này, 2 kênh đánh full thì 1 kênh là cổ truyền, là từ trước đến giờ là bao nhiêu năm rồi vẫn giữ nguyên không thay đổi, là cái chỉ này là 1 kênh đánh full là chỉ channel kênh 1 là chỉ màu xanh, và chỉ của kênh channel 2 là chỉ màu trắng, và chỉ của kênh đánh sub là chỉ màu đỏ. Đó là cái điểm nhận biết nữa. Và cái điểm nhận biết để các bác biết là hàng xịn thì là toàn bộ phía đằng trước này. Đây, toàn bộ cái mặt phía đằng trước này không có bất kỳ một con ốc nào, bắt có nhá. Đó, hai kênh đánh full thì em đã giới thiệu và hướng dẫn các bác chỉnh rất là nhiều rồi. Thì đầu tiên là tăng giảm tiếng bass này, thứ hai là nén giọng ca này, thứ ba là tăng chọn giai điệu nhạc này, và thứ tư là tăng giảm tiếng check này. Kênh này các bác chỉnh, hai kênh các bác chỉnh như nhau. Còn đây là kênh chỉnh để các bác chơi sub, thì cái này là cắt tần số, cắt sub tức là cắt lời đấy các bác nhá. Thì các bác cứ thường thường để tầm khoảng trong cái ngưỡng là 120 đến 180, đấy cái ngưỡng như này. Còn đây là to nhỏ rồi, đơn giản rồi, công tắc bật tắt nguồn này, đấy, bật tắt nguồn này, đấy, rất là tiện. Đấy là cái đặc điểm nhận biết để các bác nhận biết. Và cái điểm quan trọng nữa các bác nhận biết rõ ràng đó là toàn bộ ở phía bên trong này, các bác nhìn này, toàn bộ mên vỉ của nó là mên vỉ màu xanh đậm, màu xanh nước biển này các bác nhìn. Và trong cái mên vỉ có dập logo Idol Audio, và toàn bộ con IC này là IC đóng chân này các bác nhìn, IC rất là to, đóng chân này. Đó, và khi nhà sản xuất người ta sản xuất xong ấy, một số con IC sẽ mài mã hóa đi để giấu cái mã của con IC này, để khi mà các cái nhà sản xuất mà hàng nhái này, thì người ta không biết để người ta làm nhái sản phẩm, nên là nhà sản xuất người ta sẽ mài mã hóa một số con IC đi. Các bác nhìn thấy con IC này nó không có số nha, khi mà sản xuất xong người ta mài đi này, đây này các bác nhìn này, đấy mài đi là người ta có bí quyết của người ta nhé các bác nhé. Con nào thế nhá, tất cả hàng xịn. Và bo vỉ chống sốc điện này, con này nó chạy giải điện tự động auto từ 90V đến 240 như các bác nhé, 220. Đây là phía đằng sau này. Cái khung Idol Audio thì bao giờ con nhìn này, Idol EP Magazine Việt Nam. Đấy, và giải điện auto là từ 90V đến 220 AC, tức là cái giải điện này là giải điện auto, khi các bác sử dụng điện nó điện áp mà nhiều vùng các bác điện yếu các bác vẫn chạy được. Đó là con hàng xịn công ty Idol. Còn đây là các cái đường kết nối tín hiệu ra, thì có một kênh đánh sub này, mono bass out, tức là kênh này các bác cắm sub điện ngoài đánh sub vào đây. Đấy, hoặc là các bác cắt cốt xuống đẩy thì nó có đường kết nối là đường Canon và đường bông sen AV. Còn đây hai kênh đánh full là channel 1 và channel 2, các bác cũng tương tự như này, nó cũng kết nối bằng AV và cả Canon thôi nhá. Đó là phía đằng sau. Đây là phía đằng
sườn của nó thì các bác nhìn nó phải có tem mã vạch như này. Đó, tem mã vạch. Hàng ship của công ty rồi. Đấy, em bao ship cho các bác. Đấy, những các bác nào đang dùng những dàn âm thanh màu có sắc màu là màu đen thì các bác đang mong chờ những chiếc máy được tiếng hàng màu đen thì hôm nay nó có hàng. Thì em giới thiệu đến các bác và anh em. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Đây em nhấn vào là con máy nâng tiếng này đang hoạt động. Khi nhả ra là các bác nhả đèn này tắt là con nâng tiếng này không hoạt động nhá. Em nhả ra này, có anh thấy nhạc chưa? Mất hết rồi đúng không? Đấy, gần như nó chỉ còn nhạc mono thôi, không có gì cả. Đấy, khi nhấn vào con này nó lên nhạc rất là hay này. Đó, cực hay luôn. Sắc âm của nó lên nổi toàn bộ là bát trung chép là nó lên hết. Rất là mạnh mà nó cứ xử lý âm thanh đánh rất là chắc, nghe rất hay. Em nhả ra lần nữa này các bác nhân, nhả ra là các bác lắng nghe này, rất dễ phát hiện ra. Đó, thay đổi hoàn toàn luôn. Nhấn vào con này hoạt động nhá. Đó, nhạc lên mạnh. Đây em mở nhỏ ấy, mở to tí nữa thì nó rõ rệt luôn. Đấy, nhích volume lên nhá. Nhích volume này. Đấy, có nghe nhạc đánh rất hay được. Nhả ra này, có nghe rõ rệt chưa? Đó. Vâng. Đó. Vâng, mọi chi tiết các bác có nhu cầu về những chiếc máy nâng tiếng hàng Idol EP 100 Audio, hàng xịn của công ty Idol thì các bác liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại 077226096. Và các bác xem video chưa đăng ký kênh thì mời các bác đăng ký kênh để ủng hộ điện tử Cao Phong. Vâng, xin chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Đó, em nhả ra con nâng tiếng này không hoạt động cái là nhạc của nó tụt rất sâu luôn. Nhấn vào này, nó nhạc lên rất mạnh, rất hay. Có thể nói đây là quả tim vàng trong dàn âm.